Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là bypass cái con F7 khóa màn hình kích hoạt nha các bạn. Mình hello các bạn ha. Thì hiện tại trước khi mình muốn bypass những cái iOS 15 mà màn hình hello các bạn, mình phải đổi số series về những cái tool mà mình order các bạn ha. Cái này mình cũng có làm một cái clip các bạn xem lại ha. Thì mình mở cái 4 tool lên nè các bạn. Cái này thì cái máy này mình đã đổi rồi ha, đổi số series rồi nha các bạn. Thì mình tiến hành bypass cho nó các bạn ha. Cái này mình order cái tool bác thanh lập các bạn ha. Cái tool này các bạn mở lên thì các bạn nhập cái số điện thoại vô để các bạn đăng ký, rồi các bạn order, rồi các bạn chuyển qua cái menu Rembrandt này các bạn. Mình bypass hello thì các bạn bấm bypass hello, nó có những cái hướng dẫn như này ha. Các bạn đọc là cũng dễ hiểu lắm các bạn. Thì mình chủ yếu là mình đổi cái số series trước ha, rồi bắt đầu mình get at nó. Thì trước khi get thì các bạn phải để cái máy ở chế độ bình thường ha, rồi mình get at. Rồi nó hỏi là mình có làm những cái bước đầy đủ rồi chưa. Đúng của nó là đổi số series rồi mình get thôi các bạn. Mình get nó sẽ báo thành công không. Nhưng mà mình quan trọng mình order. Hiện tại thì cái tool này là mình phải order cái mã ASIC nha các bạn. Đó, cái này là nó get at thành công rồi các bạn ha. Những cái này là full thông báo đăng nhập iCloud bình thường luôn nha các bạn. Đó, khi get thành công thì các bạn kiểm tra lại. Kiểm tra cái này là trước khi các bạn muốn chạy thì mình đưa vô cái chế độ để bu nha các bạn. Để bu rồi mình về chế độ mà để bu đặc biệt các bạn, chế độ bu init đó, rồi mình boot máy. Giờ mình đưa vô chế độ để bu nè. Các bạn không quen thì đưa về recovery rồi vô chế độ để bu được ha. Mình quen tay mình đưa vô chế độ sống luôn nha các bạn, rồi đưa vô để bu nè. Khi máy nhận để bu đó, cái máy này nó nhận để bu rồi các bạn. Đây nè, đó, vô chế độ để bu rồi. Rồi các bạn cho nó về chế độ bu init. Bu init là chế độ bu init để bu, chế độ để bu đặc biệt các bạn. Nó vô được chế độ đó rồi các bạn boot device ha. Rồi mình check rác rồi mình đặt tay máy. Cái này cái mình cũng có ra một cái video rồi các bạn, chịu khó xem lại. Quan trọng mấy cái tool này nó hiện tại là không có free các bạn ơi. Mình phải order cái mã ASIC đó rồi mình mới làm ha. Các bạn nếu khó khăn trong cái việc order mấy cái mã ASIC trên cái tool thành lập này kia thì các bạn cứ nhắn tin cho mình hỗ trợ các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình ha. Xin chào, cảm ơn các bạn.